Trong lúc chúng ta hành thiền thì chúng ta luôn luôn phải có một cái thái độ đúng đắn, gọi là thái độ chân chánh. Thì hôm qua sẽ có nghe một số thiền hành giả trình pháp, thì sẽ thấy rằng cũng có một số hành giả cũng biết thấy được tâm, quan sát được tâm và quan sát được những cảm thọ. Để đây chúng ta hành thiền là thứ nhất là chúng ta phải có một cái thái độ đúng đắn, và chúng ta cũng luôn luôn phải hiểu rằng tất cả đối tượng nào hay là hiện tượng nào xuất hiện đều là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi, và chúng ta phải quan sát bằng cái thái độ chân chánh, không có phân tích, không có bất mãn với đối tượng đó. Thì như vậy là chúng ta đang có thái độ đúng đắn và chúng ta đang phát huy chánh niệm. Thì trong lúc chúng ta ngồi thiền thì người cư sĩ chúng ta phải cần quan sát nhiều đối tượng. Nếu mà chúng ta hành tấn niệm xứ mà chúng ta quan sát chỉ có một đối tượng thì trong lúc đó không phải là niệm xứ. Tại niệm xứ là chúng ta quan sát đối tượng linh động, có đối tượng nào xuất hiện chúng ta quan sát đối tượng đó. Còn chúng ta tu thiền định thì chúng ta chỉ an trú vào một cái đề mục duy nhất mà thôi, tâm chúng ta không có bắt nhiều đối tượng. Còn ngược lại, tu thiền quán là chúng ta phải quan sát nhiều đối tượng của niệm xứ, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì những cái hiện tượng nào xuất hiện thì chúng ta chỉ có bổn phận là chúng ta theo dõi, chúng ta quan sát một cách khách quan, không có tôi ta trong đó. Thì như vậy lâu ngày nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái thái độ đúng đắn, và không bao lâu chánh niệm chúng ta sẽ sắc bén và tuệ sẽ phát sanh. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng khi nào chúng ta quan sát với thái độ bình an, tĩnh lặng, thoải mái, không có sự phản ứng, không có sự bất mãn, thì trong lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta đang có thái độ đúng đắn. Giống như đang có suy nghĩ diễn ra mà chúng ta quan sát, chúng ta vẫn thấy bình thản, suy nghĩ không có liên quan gì đến ta cả. Chúng cũng đang diễn ra mà tâm ta vẫn bình an, tĩnh lặng, vẫn biết mà cái suy nghĩ đó không tác động gì đến mình. Chúng ta biết trong lúc đó chúng ta có cái thái độ đúng đắn. Trong lúc cái đau đang diễn ra mà chúng ta quan sát, tâm chúng ta vẫn bình thản, không có phản ứng, không có khó chịu, chúng ta nhìn một cách khách quan, tâm chúng ta vẫn bình an, tĩnh lặng, chúng ta biết trong lúc đó chúng ta đang có thái độ đúng đắn. Khi chúng ta có thái độ đúng đắn thì cái thái độ đúng đắn nó thuộc về tâm thiện, mà cái bản chất tâm thiện thì nó luôn đưa đến sự an lạc, đưa đến sự tĩnh lặng, đưa đến sự nhẹ nhàng. Và khi nào chúng ta thấy chúng ta khó chịu, chúng ta bực mình, tâm chúng ta bức xúc, thì chúng ta phải biết trong lúc đó chúng ta đã quan sát bằng cái thái độ không đúng đắn. Thì khi đó chúng ta là hành giả niệm xứ, chúng ta phải kiểm tra thái độ mình nhìn như thế nào, phải kiểm tra thái độ. Vì ở đây nếu mà chúng ta tu lâu ngày, chúng ta sẽ thấy được từ trạng thái tâm. Trong lúc mà chúng ta đang sống bằng tâm tham sinh khởi, thì khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy cái sự tác động của tâm tham. Khi chúng ta thấy thì chúng ta dính mắt, khi chúng ta nghe thì chúng ta dính mắt vào âm thanh. Tức là cái bản chất của tâm tham nó điều động, thấy, nghe, ngửi, nếm đụng hay là suy nghĩ bằng cái sự dính mắt. Đó là cái thực tánh pháp. Thì khi chúng ta có hành niệm xứ, chúng ta thấy được cái tiến trình của sự dính mắt đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất tâm tham. Rồi khi mà chúng ta sống với tâm sân, thì khi mà chúng ta bị tâm sân điều xử thì nó lại khác. Chẳng hạn khi tâm sân sinh khởi mà chúng ta không có niệm xứ để quan sát tâm sân, thì tâm sân nó sẽ tác động từ cái thấy của chúng ta,
Chúng ta nhìn người khác thì chúng ta bực mình, chúng ta nghe thì chúng ta nghe với cái sự khó chịu, tức là nó tác động qua sáu căn. Hay là thân khẩu ý chúng ta, thân thì thô tháo, miệng thì nói năng nó không có được lịch sự, ý chúng ta thì suy nghĩ nó không có tốt. Thì chúng ta thấy rằng cái trạng thái của tâm sân đó nó sanh khởi. Nếu mà chúng ta là hành giả niệm xứ thì chúng ta sẽ thấy được cái sự nóng nảy, sự phản ứng, sự khó chịu tâm sân. Thì khi chúng ta quan sát thì tâm sân nó sẽ biến mất. Chúng ta thấy giáo pháp của Đức Thế Tôn rất là thiết thực. Khi mà chúng ta sống với tâm si thì chúng ta thấy rằng cái tâm si nó sanh khởi thì nó chi phối đến thân khẩu ý chúng ta đó, thấy nghe ngửi nếm đụng cũng vậy, tức là không có sự hiểu biết, bằng cái sự phóng túng, bằng cái sự si mê. Đó là cái tính chất của tâm si mà chúng ta phải cần ghi nhận, chúng ta biết. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái cuộc sống, nếu mà nói một con người đó, thì chúng ta không có hành niệm xứ thì chúng ta sống bằng tham, chúng ta sống bằng sân, chúng ta sống bằng si. Thì bây giờ chúng ta có tu tập là Đức Phật dạy, khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ đang tham thì sẽ hết tham. Khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ đang sân thì chúng ta sẽ hết sân. Khi vị tỳ kheo có si, biết rõ rằng đang có si thì chúng ta sẽ hết si. Thì trong lúc mà chúng ta biết tham, mà chúng ta biết tham, tức là chúng ta đã loại trừ tâm tham. Nhưng mà chúng ta loại trừ bằng cái cách hiểu biết, bằng trí tuệ, bằng chánh niệm, chứ không phải chúng ta né tránh. Giống như trước kia chúng ta tham, chúng ta sẽ dùng những cái phương pháp khác. Chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ một điều thiện nào đó để chúng ta loại trừ tâm tham, thì cái cách đó là loại trừ tạm thời, nó không phải là niệm xứ. Hay là có thể chúng ta không có tu tướng niệm xứ, tâm tham sanh khởi chúng ta đồng quá và chúng ta sẽ tạo ác nghiệp. Còn bây giờ chúng ta biết tu niệm xứ rồi thì cái tâm tham sanh khởi. Thì Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo có tham, biết rõ mình đang tham. Thì khi mà chúng ta biết được tâm tham, tức là chúng ta thoát khỏi tâm tham, chúng ta không còn nô lệ với tâm tham nữa, mà tâm tham trở thành đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Và nhờ có tâm tham đó nó giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm để chúng ta ghi nhận tâm tham. Nhờ có tâm tham đó để chúng ta hiểu được cái bản chất tâm tham không có ai cả, nó chỉ là trạng thái chính mắt thôi, giúp cho trí tuệ chúng ta phát sanh. Và khi mà chúng ta có chánh niệm trên tâm tham, hiểu biết tâm tham, thì lâu ngày tâm tham nó sẽ giảm. Và tâm tham cũng là đối tượng để giúp chúng ta hiểu được cái lý vô thường của tâm tham như thế nào, cái sự khổ đau của tâm tham như thế nào, và cái sự vô ngã của tâm tham như thế nào. Bởi vậy chúng ta đó, tâm tham lên chúng ta đừng có sợ. Cái quan trọng là chúng ta có nhận thức được hay không. Còn phàm thì ai cũng có tham hết, chúng ta phải nhớ điều đó. Thì đây chúng ta thấy rằng cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta đó, tâm quán niệm xứ, loại trừ phiền não, nó rất là vi diệu đặc biệt. Tâm tham trở thành đối tượng để chúng ta phát huy chánh niệm và trí tuệ. Và trong lúc chúng ta đã ghi nhận, chúng ta hiểu biết, lập tức tâm tham tạm thời bị đoạn diệt. Đoạn diệt bằng cách do tuệ chúng ta đoạn diệt. Đó là cái sự đoạn diệt vi diệu thù thắng nhất. Rồi lại nữa, khi cái tâm mà bất thiện á, sanh khởi, như là tâm sân, Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ rằng đang có sân. Sau khi chúng ta bị sân, có thể chúng ta dùng mọi phương pháp khác để chúng ta né tránh. Chúng ta suy nghĩ một điều thiện gì đó thì để cho cái tâm sân tạm thời biến mất. Hay là có thể chúng ta tu tập tâm từ để diệt tâm sân. Hay là những người mà không biết tu tập thì có thể là họ sẽ đồng hóa với tâm sân và họ sẽ làm những cái điều ác, khổ mình, khổ người. Hay là có những người mà người ta tu thiền chỉ thì người ta tạm thời dùng cái đề mục của thiền định để người ta tránh né cái tâm sân, thì tâm sân nó cũng đoạn diệt. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta phương pháp niệm xứ đó. Tâm sân là bất thiện, nhưng mà cái cách loại trừ của chúng ta đó là Đức Phật dạy bằng chánh niệm và tỉnh giác. Khi tâm sân có mặt, chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, tức là chúng ta thoát khỏi tâm sân. Tâm sân trở thành đối tượng để chúng ta quan sát.
Thì khi mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận tâm sân đó, thì lập tức tâm sân sẽ biến mất. Và nhờ có tâm sân chúng ta ghi nhận, chúng ta mới thấy được cái sự vô thường, cái sự thay đổi của tâm sân như thế nào. Chúng ta thấy được cái sự bức bách đau khổ của tâm sân, nó tác động đến thân tâm chúng ta như thế nào. Và chúng ta thấy được cái tâm sân này là vô ngã, do duyên mà có, không phải của tôi và tôi. Thì lâu ngày chúng ta nhận thức được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của tâm sân. Thì khi chúng ta nhận thức nhiều lần, thì như vậy cái tâm sân đó cũng là cái đối tượng để giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm, giúp cho cái tuệ chúng ta để hiểu được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của tâm sân. Thì chúng ta khi mà chúng ta ghi nhận tâm sân, chúng ta hiểu được tâm sân, tức là tâm sân sẽ bị biến mất. Mà tâm sân biến mất, chúng ta loại trừ bằng cách là chúng ta hiểu biết bằng niệm xứ, bằng cái trực giác, bằng cái trí tuệ của mình. Đó là cái cách loại trừ phi diệu nhất mà Đức Thế Tôn là dạy cho chúng ta cần phải tu tập theo con đường niệm xứ. Và đây nữa, khi mà tâm si sanh khởi, thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải cần ghi nhận trong lúc mà cái tâm chúng ta nó lờ đờ, lẳng lặng, thơ thẳng, chúng ta không biết, thì trong lúc đó là cái trạng thái ngu ngơ đó, là trạng thái của tâm si. Thì chúng ta nếu mà chúng ta không tu tập thì chúng ta sống với cái tâm này, nhất là chúng ta chạy xe thì dễ dàng xảy ra tai nạn. Có những trường hợp chúng ta đi mà chúng ta đụng vào cái vách tường, chúng ta cũng không biết mình đi nữa, do cái sự không hiểu biết đó chúng ta mới đụng vào cái tường. Thì những cái tâm ngớ ngẩn ngu ngơ đó là chúng ta biết đó là tâm si. Thì bây giờ nếu chúng ta không tu tập tứ niệm xứ thì cái tâm si đó nó sẽ điều động chúng ta, lời nói hay là tư tưởng hành động chúng ta nó không có hiểu biết, đó là bất thiện. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, khi có những cái tâm si như thế, sự ngớ ngẩn như thế, chúng ta phải trực nhận để nhìn cái sự ngớ ngẩn tâm ngu đó như thế nào, để chúng ta khi mà chúng ta ghi nhận cái tâm ngớ ngẩn đó trở thành đối tượng để chúng ta quan sát. Thì khi chúng ta quan sát, tức là chúng ta đã thoát khỏi cái tâm ngớ ngẩn đó, thì cái tâm ngớ ngẩn đó trở thành đối tượng để chúng ta chánh niệm, chúng ta quan sát, để chúng ta phát huy chánh niệm, để chúng ta phát huy trí tuệ. Chúng ta thấy rằng cái tâm ngớ ngẩn này nó cũng duyên, do duyên mà có, và hết duyên nó cũng ra đi. Để nó giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm và trí tuệ, cũng là đối tượng để chúng ta học hỏi. Và khi mà chúng ta ghi nhận được tham, được sân, được si, thì chúng ta mới thấy rằng xưa giờ mình đã nô lệ cho nó, mình đã sống với nó, và nó đã tác động đến thân khẩu ý chúng ta để chúng ta làm những cái điều bất thiện, đau khổ cho mình, cho người khác. Thì chúng ta ghi nhận lâu ngày đó, thì những cái tham sân si nó sẽ giảm từ từ. Giống như cái cây mà chúng ta trồng, bây giờ chúng ta không có tưới nước dung phân nữa, thì cái cây đó lâu ngày nó sẽ chết. Còn những cái cây đó chúng ta trồng mà chúng ta cứ dung phân tưới nước mỗi ngày đó, thì cái cây nó sẽ lớn và nó sẽ ra hoa kết trái. Như thế nào cũng vậy, mỗi ngày chúng ta có tham sân si mà chúng ta lại sống với nó để chúng ta phát huy nó, chúng ta nuôi nắng nó, thì nó sẽ lớn mạnh. Và lâu ngày chúng ta sẽ trở thành con người đa tham, trở thành con người đa sân, chúng ta trở thành con người đa si. Tại vì chúng ta sống với nó, chúng ta phát triển nó. Thì đây sư vừa trình bày cho người cư sĩ chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rất là thực tiễn. Giáo pháp của Đức Phật không có gì gọi là mơ hồ, huyền hoặc cả, rất là thực tiễn. Rồi lần nữa, khi mà chúng ta sống, chúng ta tu tập niệm xứ, khi tâm ngã mạn có sanh khởi, thì xưa kia chúng ta lại đồng hóa với tâm ngã mạn, chúng ta khinh thường người khác, chúng ta hãnh diện về những gì mình có được, đó là bản chất tâm ngã mạn. Thì chúng ta thấy rằng phần lớn chúng sanh mà không có hành niệm xứ thì họ lại chấp giữ vào cái tâm ngã mạn đó để họ nuôi dưỡng. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm ngã mạn là cái tâm bất thiện, mà cái cách cư xử của chúng ta, chúng ta xem thường người khác, thì đó là những cái phẩm chất tâm nó không tốt đẹp. Thì bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta đó, khi tâm ngã mạn sanh khởi, thì bây giờ chúng ta lấy cái tâm ngã mạn để chúng ta quan sát. Thì khi mà chúng ta quan sát tâm ngã mạn, chúng ta ghi nhận cái tâm ngã mạn, tức là chúng ta thoát khỏi cái tâm ngã mạn.
tâm ngã mạn trở thành đối tượng để chúng ta học hỏi coi nó đến như thế nào, đi như thế nào. Và tâm ngã mạn nó giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm để chúng ta ghi nhận cái tâm ngã mạn đó, để nó giúp cho chúng ta phát huy trí tuệ, chúng ta hiểu rằng cái tâm ngã mạn này cũng do duyên mà có, và đến rồi cũng ra đi. Thì chúng ta ghi nhận để chúng ta thoát khỏi ngã mạn, và chúng ta lại đội trừ ngã mạn. Và ngã mạn cũng là đối tượng để giúp cho chúng ta thực hành tâm quán niệm xứ. Chúng ta thấy vi diệu vô cùng. Rồi lại nữa, khi cái tâm ganh tị sanh khởi. Tâm ganh tị là gì? Tức là chúng ta phải hiểu rằng thấy người khác giàu có hơn chúng ta, xinh đẹp hơn chúng ta, giỏi giang hơn chúng ta, may mắn hơn chúng ta, chúng ta cảm thấy chúng ta ganh ghét người đó, chúng ta khó chịu với người đó, thì chúng ta biết đây là cái tâm ganh tị. Thì xưa giờ chúng ta không có tu tập thì tâm ganh tị sanh khởi, chúng ta lại đồng hóa, chúng ta phát triển, chúng ta trở thành con người hạ liệt, ganh tị. Thì bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta bằng cách tâm quán niệm xứ. Khi tâm ganh tị sanh khởi, chúng ta trực diện cái tâm ganh tị, lấy tâm ganh tị làm đối tượng. Thì khi mà chúng ta trực diện tâm ganh tị, chúng ta quan sát, tức là chúng ta thoát khỏi tâm ganh tị. Tâm ganh tị trở thành cái đối tượng để chúng ta học hỏi. Tâm ganh tị là đối tượng để chúng ta phát huy chánh niệm. Tâm ganh tị để giúp cho chúng ta phát huy trí tuệ. Khi có tâm ganh tị, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ, đó là chúng ta phát huy chánh niệm. Có tâm ganh tị, chúng ta hiểu được cái tâm ganh tị này cũng do duyên mà nó sanh lên, và nó đến là nó cũng biến mất. Nó là bản chất vô ngã, nó không phải vô tu. Thì cái đó chúng ta phát huy trí tuệ. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng tu thiền niệm xứ, nhất là cái phương pháp niệm tâm để loại trừ những cái trạng thái tâm bất thiện. Rồi lại nữa, khi mà chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi, giống như chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ cái này, chúng ta sợ cái kia, chúng ta sợ cái nọ, chúng ta lo lắng. Thì khi chúng ta không có tu tập niệm xứ, thì những cái tâm lo lắng, sợ hãi đó, nó chi phối chúng ta. Và chúng ta cho rằng những cái tâm sợ hãi, lo lắng đó là của ta, là chúng ta đau khổ. Và bây giờ chúng ta có hành niệm xứ rồi đó, thì những cái tâm lo lắng, cái tâm sợ hãi đó sanh khởi. Thì bây giờ chúng ta chỉ có cách là chúng ta quan sát cái tâm sợ hãi đó, cái tâm lo lắng đó. Thì khi mà chúng ta quan sát cái tâm sợ hãi, cái tâm lo lắng, thì cái tâm sợ hãi lo lắng trở thành đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Tâm sợ hãi là đối tượng để giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm, để chúng ta ghi nhận cái tâm sợ hãi đó. Chúng ta biết rõ cái tâm sợ hãi đang có mặt. Để có tâm sợ hãi đó, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy rằng cái tâm sợ hãi này cũng do duyên mà có. Đủ duyên nó đến và hết duyên nó đi. Chúng ta quan sát một chút, chúng ta thấy nó biến mất, nó không có ai hết. Để giúp cho chúng ta phát huy trí tuệ. Thì sau này khi mà chúng ta có tu tứ niệm xứ rồi đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ dễ cảm thông cho những người khác. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta biết rằng xưa giờ mình chưa tập tu tập tứ niệm xứ đó, thì mình sống bằng tham, bằng sân, bằng si, bằng tâm ngã mạn, bằng tâm ganh tị, bằng tâm sợ hãi, lo lắng. Và bây giờ mình đã biết tu niệm xứ rồi, mình trải nghiệm rồi, mình đã thoát khỏi những cái trạng thái tâm đó, mình hiểu được cái bản chất tâm đó, mình biết rằng không có ai hết. Thì khi đó chúng ta nhìn lại cái người khác mà họ không có tu tập niệm xứ, thì chúng ta sẽ cảm thông cho những người đó, và chúng ta thấy họ là cái người đáng thương. Tại vì họ không có tu niệm xứ thì họ sẽ sống với những cái trạng thái tâm đó, và họ sẽ đồng hóa với những trạng thái tâm đó, và họ cho những cái trạng thái tâm đó là của họ, rồi sai sử chúng sanh này để hành động, lời nói và tư tưởng làm đau khổ cho mình, cho người khác. Khi chúng ta hiểu chính mình và chúng ta sẽ hiểu được người khác, và chúng ta sẽ cảm thông cho người khác. Giống như khi chúng ta bị bệnh, chẳng hạn giờ chúng ta bị đau bao tử hay là bị gan, cái chúng ta trong thời gian mà chúng ta bị bệnh như vậy, chúng ta thấy nó khổ vô cùng. Để chúng ta gặp được một bác sĩ giỏi chữa lành căn bệnh của chúng ta bớt hay là hết, thì khi đó chúng ta gặp những người mà bị đau bao tử, đau gan với chúng ta thương họ lắm. Tại vì chúng ta đã cảm nhận được cái nỗi khổ do cái căn bệnh nó hành hạ, thì bây giờ chúng ta sẽ cảm thông cho người đó và chúng ta sẽ thương người đó. Thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp
niệm xứ Đức Phật dạy chúng ta rất là thực tiễn. Tại sao mà khi mà chúng ta tu tập chúng ta thấy toàn trạng thái tâm bất thiện không? Tại đó giờ mình sống với bất thiện không, chứ có khi nào mình sống với tâm thiện đâu. Bằng tham, bằng sân, bằng si. Nên bây giờ chúng ta ghi nhận những cái tâm đó rồi đó, thì khi đó tâm chúng ta mới trở nên an tịnh. Khi đó chúng ta mới có tâm vô tham, có tâm vô sân, có tâm vô si, có trí tuệ. Và có những cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ bắt đầu nó sẽ phát sinh. Chúng ta sống với những loại tâm đó. Thì khi mà chúng ta sống với những loại tâm đó, thì khi đó chúng ta sẽ lấy những cái tâm thiện đó cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Thì khi mà chúng ta sống với tâm thiện trở thành đối tượng chúng ta quan sát, thì thiện này sẽ trợ giúp cho thiện khác. Thì hôm nay buổi sáng sẽ muốn nhắc nhở cho người cư sĩ chúng ta hiểu được những cái loại tâm mà để chúng ta ngồi, chúng ta có thể quan sát nó. Nên trong lúc chúng ta ngồi, xin nhắc lại lần nữa. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái thái độ đúng đắn. Bất cứ đối tượng nào sân khởi thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta quan sát bằng cái khách quan. Chúng ta không có bất mãn hay dính mắc trong những cái đối tượng đó. Thì ở đây á, chúng ta nhớ rằng trong lúc mà người cư sĩ chúng ta hành thiền, hơi thở cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Tiếng động cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Suy nghĩ cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Cái tâm sân sanh khởi cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Cái đau sân khởi cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Cái nỗi buồn sân khởi, sự ưu tư sân khởi cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Khi niềm vui sanh khởi cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Thì niệm xứ là gì? Tức là tất cả đối tượng đều là đối tượng của niệm xứ. Đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm và trí tuệ cả, nên chúng ta không có chọn lựa. Cái đau đớn, chúng ta quan sát cái đau bằng khách quan. Khi mà chúng ta quan sát cái đau bằng khách quan mà tâm chúng ta bình an tĩnh lặng là chúng ta biết chúng ta đang chánh niệm. Và khi mà cái đau sanh khởi nó đau nhiều quá, tâm chúng ta phản ứng, thì khi đó phiền não nó xen vô rồi tâm sanh. Thì bây giờ người cư sĩ chúng ta phải đừng quan sát cái đau nữa. Chúng ta coi cái phản ứng tâm như thế nào, khó chịu như thế nào. Chúng ta lấy cái phản ứng, cái khó chịu đó để chúng ta quan sát bằng khách quan. Chúng ta coi cái phản ứng ra sao, cái khó chịu ra sao. Thì khi đó chúng ta quan sát thì phiền não nó sẽ lập tức nó biến mất. Thì cái phản ứng, cái khó chịu đó cũng trở thành đối tượng để chúng ta học hỏi. Và khi chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu được phiền não rồi thì phiền não không đến nữa. Chúng ta nhìn lại cái đau, cái đau diễn ra mà tâm chúng ta vẫn bình an tĩnh lặng, đó là chúng ta đang phát huy chánh niệm, có thái độ đúng đắn. Là khi mà cái tiếng động cũng thế, chúng ta cũng ngồi ở đây thì suy nghĩ mình tiếng động nhiều, có tiếng động chúng ta quan sát tiếng động. Khi mà chúng ta quan sát tiếng động mà chúng ta chỉ tiếng động, chúng ta chỉ biết là tiếng động thôi, trong lúc đó tâm chúng ta vẫn bình an tĩnh lặng, chúng ta biết rằng chúng ta đang chánh niệm. Mà khi mà chúng ta nghe tiếng động, ghi nhận tiếng động mà cái tâm chúng ta phân tích, cái tiếng động đó làm chúng ta khó chịu, chúng ta phân tích trong nội tâm, thì khi đó chúng ta đừng nghe tiếng động nữa, mà cái đó chúng ta lấy cái sự phân tích làm đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Chúng ta quan sát cái sự phản ứng với tiếng động để làm đối tượng, chúng ta coi nó đến như thế nào, đi như thế nào, bằng cách thư giãn thoải mái. Thì phiền não mà chúng ta phát giác thì lập tức nó sẽ biến mất. Thì cái sự suy diễn đó, cái sự phản ứng đó trở thành đối tượng niệm xứ để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi. Và khi đó chúng ta nghe lại tiếng động, mà tiếng động đang diễn ra mà tâm chúng ta chỉ biết tiếng động, mà tâm chúng ta bình an tĩnh lặng nhẹ nhàng, tiếng động đang có mặt đó, chúng ta vẫn ghi nhận đó mà tâm chúng ta rất là bình an, chúng ta không có phân tích, chúng ta không có phản ứng, chúng ta biết rằng chúng ta đang chánh niệm. Hay là có một cái suy nghĩ sanh khởi, suy nghĩ sanh khởi, chúng ta biết được cái suy nghĩ đó, chúng ta quan sát suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đang diễn ra mà tâm chúng ta biết một cách bình an tĩnh lặng, cái suy nghĩ không liên quan gì đến ta đó, chỗ đó chúng ta đang có chánh niệm. Và khi mà tâm chúng ta cảm thấy phản ứng với suy nghĩ,
bực mình với suy nghĩ, thì cái đó chúng ta lấy cái bực mình, cái phản ứng đó để chúng ta quan sát. Lấy cái bực mình phản ứng đó chúng ta xem nó đến như thế nào, đi như thế nào bằng khách quan. Thì khi đó cái phản ứng và cái bực mình nó trở thành đối tượng của niệm xứ. Và khi tâm chúng ta hết bực mình phản ứng rồi đó, thì tâm chúng ta trở lại bình yên. Và khi có suy nghĩ đến, chúng đến và chúng ra đi, chúng đến và chúng ra đi, nó không liên quan gì đến ta cả. Có suy nghĩ đó mà tâm chúng ta vẫn bình an, vẫn hay biết, không có căng thiệt, không có khó chịu, không có chạy theo, thì đó chúng ta biết là chúng ta đang chánh niệm. Và khi chúng ta ngồi, có thể là một lát chúng ta nhớ chuyện này chuyện kia, có thể tâm sân nó sanh lên. Thì tâm sân nó sanh lên nó làm chúng ta nóng, khổ. Thì khi đó chúng ta phải bằng cái thái độ chân chánh, chúng ta coi cái tâm sân nó diễn ra như thế nào. Chúng ta hãy quan sát khách quan đối với tâm sân. Tâm sân trở thành đối tượng. Và khi mà tâm sân nó không hết, thì chúng ta phải kiểm tra cái trạng thái mình nhìn tâm sân như thế nào. Trong lúc đó mà chúng ta quan sát tâm sân mà nó không hết, là từ đó chúng ta thái độ không đúng đắn. Chúng ta muốn cho hết sân, chúng ta xua rủi tâm sân. Thì chúng ta phải nhìn, quan sát cái sự xua rủi đó, cái sự cho muốn hết cái sân đó. Thì chúng ta lấy những cái sự muốn hết sân, cái sự xua rủi đó để chúng ta quan sát. Thì khi chúng ta phát hiện được những cái phiền não này đó, thì chúng ta nhìn lại cái tâm sân, quan sát cách thoải mái, tự nhiên tâm sân biến mất. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng, ở đây sư nhất, tức là tất cả đối tượng của thiền niệm xứ, tất cả đối tượng đều là cái đối tượng của niệm xứ cả. Đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta được phát huy chánh niệm và trí tuệ, thì chúng ta phải có một cái sự đúng đắn như vậy. Lâu lâu người cư sĩ chúng ta phải kiểm tra tâm. Có thể chúng ta đặt câu hỏi, trong lúc này tâm đang làm gì? Nếu mà tâm đang biết, biết bằng cái thái độ như thế nào? Tại phần lớn là chúng ta nhìn bằng cái thái độ tham sân si nhiều, nên giờ chúng ta phải kiểm tra thái độ. Lâu lâu chúng ta phải kiểm tra thái độ. Có những lúc là sư hành thiền á, một lát là sư phải kiểm tra thái độ, một chút là sư phải kiểm tra thái độ. Có những trường hợp sư thấy cái tâm sư vừa khó chịu, sư vừa nhìn cái sư thấy không không hết là sư biết rồi, sư biết cái thái độ không đúng. Sư kiểm tra cái thái độ, sư thấy cái tâm sư nó muốn hết sân và nó khó chịu với cái sân. Thì khi mà sư quan sát cái trạng thái không đúng đắn đó, cái sự mà muốn hết tâm sân, cái sự khó chịu đó, sư quan sát bằng khách quan, khi nó hết rồi cái sư nhìn lại tâm sân biến mất. Tức là khi chúng ta có một cái thái độ đúng đắn đó, thì lập tức phiền não sẽ diệt mất. Tại vì chúng ta nhớ là thiện và bất thiện không thể nào song hành với nhau được. Khi có chánh niệm thì bất thiện không thể có được. Giống như khi tâm sân có mặt mà chúng ta chánh niệm, là cái đó chúng ta đang phát huy chánh niệm, thì có chánh niệm thì tâm sân lập tức phải mất. Còn nếu không, nếu mà tâm sân không mất là chúng ta biết rằng chúng ta đang biết bằng tâm gì đó, chứ không phải là biết bằng chánh niệm. Chúng ta phải kiểm tra tâm này. Giống như giờ cái đau xảy ra mà chúng ta thấy, chúng ta phản ứng rồi, chúng ta biết bằng tâm sân rồi. Còn khi chúng ta thấy biết bằng tâm niệm khác, cái đau đang xảy ra mà chúng ta vẫn biết cái đau đó, mà tâm chúng ta vẫn bình an tĩnh lặng, không có phản ứng, thì đó là chánh niệm đó. Nên khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta ngồi một thời thiền, cái tâm chúng ta rất là an lạc, rất là thoải mái. Khi mà chúng ta xả thiền ra đó, con người chúng ta nó mát mẻ, nó hạnh phúc, tại vì chúng ta đang phát huy với tâm thiện, với chánh niệm. Còn cái thời thiền nào mà người cư sĩ chúng ta thấy chúng ta khó chịu, bất an, nóng nảy, thì chúng ta phải kiểm tra cái thái độ tâm chúng ta, kiểm tra thái độ chúng ta, coi chúng ta quan sát như thế nào, hay là chúng ta phản ứng cái gì đó. Chúng ta càng phản ứng thì cái tâm sân nó càng dữ dội. Chúng ta càng phản ứng nhiều thì cái tâm sân, cái sự khó chịu nó sẽ tác động đến thân chúng ta. Thân chúng ta càng căng thẳng, càng mệt mỏi, càng uể oải, càng đau khổ. Nên ở đây chúng ta là cái người niệm xứ, là chúng ta phải luôn luôn có thái độ đúng đắn, phải hiểu như thế nào là chánh niệm, khi đó chúng ta mới tu tập được. Luôn luôn phải có trạng thái đúng đắn, khách quan với mọi đối tượng đó. Những hiện tượng nó đến là nó cũng sẽ ra đi, chứ không có gì quan trọng cả. Chúng ta phải nhìn khách quan. Khi chúng ta nhìn khách quan
thì cái nhìn khách quan đó nó sẽ tạo ra cái tâm chúng ta được vững chãi, nó tạo cho chúng ta được cái tâm an lạc bình an. Còn giờ chúng ta nhìn mà chúng ta muốn cái này, chúng ta bực cái kia thì sao chúng ta niệm xứ được? Hãy chấp nhận những gì đang xảy ra bằng khách quan, bằng cái nhìn không tôi không ta. Và lâu lâu chúng ta ngồi thiền, chúng ta cũng phải cần tác ý. Trong lúc này chỉ có thân ngồi chứ không phải là tôi ngồi, thỉnh thoảng thôi, cái đó thuộc về chánh tư duy đó. Trong lúc này chỉ có tâm nó đang biết những hiện tượng đang xảy ra chứ không phải là tôi biết. Lâu lâu rồi chúng ta phải dùng chánh tư duy vậy. Hay là những trường hợp có những phiền não mà nó nổi bật quá mà chúng ta không thể nào chánh niệm, niệm chúng ta chưa mạnh để chúng ta quan sát vững, thì chúng ta vừa ghi nhận chánh niệm mà chúng ta dùng chánh tư duy, vừa ghi nhận vừa nói trong đầu đối tượng này là không phải của ta, nó là hiện tượng thôi, không phải của ta. Thì chúng ta vừa ghi nhận mà chúng ta vừa nói vậy, nó trợ giúp cho cái chánh niệm chúng ta vững và nó trợ giúp cho chúng ta có sự hiểu biết để chúng ta hiểu được cái đối tượng đó. Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải dùng chánh tư duy để chúng ta phải phát huy chánh niệm gì. Thì buổi sáng này sư nhắc nhở người cư sĩ chúng ta đó, thì chúng ta hành thiền phải là đúng đắn như vậy, thì sư nghĩ không sớm thì muộn thì chúng ta sẽ có một cái sự bình an tĩnh lặng và chúng ta sẽ loại bỏ được phiền não. Và sư cũng định chiều nay là sư nghĩ rằng đó, bữa nay là ngày thứ ba, là chỉ còn có vài ngày nữa nên thời gian nó cũng còn không có được nhiều, nên chiều nay sư sẽ giảng về Bát Chánh Đạo. Và giảng Bát Chánh Đạo xong còn những cái bài pháp sư thấy nó rất là cần thiết trong cái việc hỗ trợ tứ niệm xứ, nên là sư định là chiều nay giảng tiếp về thọ quán niệm xứ. Nhưng mà ngày hôm qua sư nghĩ rằng sư giảng về thọ quán niệm xứ như vậy sư nghĩ cũng tạm ổn rồi, cũng biết ghi nhận cái vui cái buồn, cái đau và cái an lạc của thân rồi. Thì chiều nay sư sẽ trình bày về cái con đường Bát Chánh Đạo. Và khi sư trình bày con đường Bát Chánh Đạo á, xong rồi sư sẽ trình bày giữa niệm xứ và Bát Chánh Đạo như thế nào. Và khi sau này chúng ta tu tập niệm xứ, tức là chúng ta biết rằng chúng ta đang đi trên con đường Bát Chánh Đạo. Và khi mà chúng ta tu tập đến niệm xứ, khi chúng ta hiểu rồi, sau này ai hỏi chúng ta tu tập phương pháp gì, chúng ta có thể nói rằng tôi đang tu tập theo cái lý duyên khởi. Hay là có thể khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ mà sư trình bày cho các Phật tử hiểu đó, thì sau này chúng ta hiểu rồi thì có thể người khác hỏi chúng ta tu tập phương pháp gì, có thể chúng ta trả lời rằng chúng ta đang tu tập theo con đường tứ diệu đế. Thì chiều nay đó sư sẽ trình bày Bát Chánh Đạo, là sư sẽ trình bày về cái lý duyên khởi, và sư sẽ trình bày về tứ diệu đế để cho người cư sĩ chúng ta biết niệm xứ, lý duyên khởi và Bát Chánh Đạo và tứ diệu đế nó sẽ như thế nào, để chúng ta không còn cái sự nghi ngờ trong cái việc chúng ta tu tập nữa. Thì sư nghĩ rằng buổi sáng sư cũng nhắc nhở như vậy, là bây giờ người cư sĩ chúng ta cứ thực hành theo cái thời khóa. Bây giờ sư thấy thời gian cũng vừa phải là